Thành công ở SEA Games 30 là cơ hội để nhiều cầu thủ trẻ ở U23 Việt Nam tiếp tục được tăng cường vào đội tuyển quốc gia để đối đầu với Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 tới. Bất chấp đội tuyển Malaysia tăng cường thêm nhiều cầu thủ nhập tịch, đội tuyển Việt Nam được đánh giá vẫn đủ sức đánh bại bầy hổ ở lượt về của vòng loại World Cup 2022 nếu như các cầu thủ của chúng ta vẫn giữ được phong độ tốt, một bản lĩnh thi đấu vững vàng, chắc chắn như họ đã từng thể hiện trong năm 2019. Tấm huy chương vàng SEA Games 30 mà các cầu thủ U22 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vừa giành được cũng cho thấy nhiều cầu thủ trẻ sẽ là nhân tố mới để tăng cường thêm sức mạnh cho đội tuyển quốc gia. Ở vị trí thủ môn, Đặng Văn Lâm chắc chắn sẽ đảm bảo xuất bát chính. Phương án dự phòng rất có khả năng sẽ là Văn Toàn, người đã thi đấu ấn tượng ở SEA Games 30, ngoại trừ sai lầm cá nhân ở trận đấu gặp U23 Thái Lan. Văn Toàn có khả năng làm chủ không gian, có phản xạ tốt. Thể hình cũng rất lý tưởng, anh chỉ thiếu kinh nghiệm thi đấu ở đấu trường quốc tế, nhưng SEA Games 30 ít nhiều cũng đã rèn giũa thêm cho thủ thành này rất nhiều về chuyên môn cũng như tâm lý thi đấu. Ở hàng phòng ngự, gương mặt sáng giá nhất vẫn không ai khác là trung vệ Thành Trung, mặc dù Đình Trọng vắng mặt ở trận gặp đội tuyển Malaysia vì tấm thẻ đỏ. Tuy nhiên, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không gặp nhiều lo lắng bởi các trung vệ như Duy Mạnh, Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải vẫn thi đấu hết sức chắc chắn. Thêm sự góp mặt của Thành Trung, hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam sẽ không ngán một đối thủ nào, bởi đây cũng là một trong những cầu thủ có thể hình tốt, có khả năng tranh chấp và đọc tình huống trận đấu không kém gì các đàn anh. Ở hàng tiền vệ, việc Huy Hùng vắng mặt vì chấn thương sẽ tạo cơ hội cho những cầu thủ ở đội tuyển U23 tìm kiếm một vị trí chính thức. Hàng tiền vệ của đội tuyển quốc gia Việt Nam với các đàn anh như Đỗ Hùng Dũng, Tuấn Anh, Phạm Đức Huy sẽ có thêm những phương án dự phòng với những cái tên sáng giá như Nguyễn Thanh Sơn, Đức Chiến hay Triệu Việt Hưng. Trong khi đó, hàng công của đội tuyển Việt Nam không có thêm nhiều lựa chọn để tạo ra những ẩn số bất ngờ. Bởi những cầu thủ như Đức Trinh, Hoàng Đức dù thi đấu ở đội tuyển U23 Việt Nam thì trước đó cũng đã liên tục có mặt ở đội tuyển quốc gia. Niềm hy vọng ở hàng công có thể không phải là những nhân tố mới, nhưng được làm mới trên nền tảng của những gương mặt quen thuộc đang trên đường tìm lại phong độ và đẳng cấp của chính mình. Đó có thể là Công Phượng, cầu thủ bắt đầu lấy lại phong độ khi được câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh tin dùng. Đó cũng có thể là Tiến Linh, người càng chơi càng hay ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Đó cũng có thể là Quang Hải, người luôn tỏa sáng ở những trận cầu quan trọng và những thời điểm cần đến anh nhất. Đấy là chưa kể sự trở lại của Phan Văn Đức sau khi hồi phục chấn thương, giúp đội tuyển Việt Nam như hổ mọc thêm cánh ở những trận đấu tới.